はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。hôm nay chúng ta bước vào phương pháp bài số 16, được chưa? Rồi, nội dung ngày hôm nay thì cũng có một vài nội dung, nhưng mà nội dung chính chúng ta sẽ học về liệt kê nhiều hành động ra. Ví dụ, trong một câu nói chúng ta có rất là nhiều hành động. Ví dụ, thức dậy, xong uống cà phê, thức này, uống cà phê, đi học. Được chưa? Có 3 động từ đúng không? Thức dậy này, uống cà phê, xong đi học này. Thì chúng ta sẽ sử dụng dạng thể T, được chưa? Thể T trong bài số 14A kìa. Được chưa? Hay, mẫu câu ngày hôm nay thì sẽ có mấy bản này. Tt liệt kê các hành động này, được chưa? Đấy, trong phần số 2 thì chúng ta sẽ học phải vào nối ra hệ tính từ. Ngày trước chúng ta nối tính từ chúng ta dùng số tệ và đúng không? Thì chúng ta sẽ chia tính từ sang thể t, được chưa? Ok chưa? Và chúng ta sẽ học về sau khi vt được chứ? Cái này thì đơn giản thôi, không báo đâu. Vậy đôi là t trong từ vựng là gì đây? Đôi là t là thế nào? Đúng không? Là thế nào? Ăn thế nào bây giờ? Đi thế nào bây giờ? Được chưa? Hay cuối cùng là đôi ngô cái gì đó ngắn thôi. Nhìn thấy 6 phần chủ yếu là 3 cái phần này. Thế nào? 1, 2, 3. Đấy, ok. Chúng ta đi vào câu đầu tiên này. Làm cái gì đó, làm cái gì đó. Ví dụ như này. Thức dậy là gì? Okimasu. Đúng không? Như là chia này, thể tên là gì? Okite. Đúng không? Thế thì uống cà phê chia thể tên này. Uống cà phê là gì? Koi. Đúng không? Rồi đi học là gì? Gakoi ite là cái gì đó, nhưng mà nếu mà cái động từ cuối câu của nó sẽ chia thành mas hoặc là quá khứ, được chưa? Tùy. Ví dụ sáng ngày mai thì sẽ là dạng mas. Ví dụ ngày mai này, asta okite kohi o nonde gakko e ikimasu. Được chưa? Asta thì cái động từ cuối câu là gakko e ikimasu. Được chưa? Nếu mà gì nhỉ? Kesa là buổi sáng, sáng nay nó kết thúc rồi. Kesa okite kohi o nonde gakko e ikimashita. Được chưa? Hai, ví dụ đây sẽ có một từ như thế này. Okay. Kesa. À, sáng nay rồi. Kesa. Đấy. Thế nào? Kesa jogging o shite shower o habite gakko e ikimashita. Gakko e ikimashita. Jogging là gì đây? Chạy bộ. Bộ. Đi bộ. Chạy bộ. Chạy bộ. Đi bộ. Chạy đi bộ. Chạy bộ ạ? Chạy bộ đúng không? Jogging chạy bộ đúng không? Sáng ngày tôi chạy bộ, sau đó thì tắm đúng không? Tắm và đi học đúng không? Đi học. Được chưa nào? Hay. Tiếp. Hay. Rồi. Kino no ban tomodachi to sokuji shite eiga o mite sore kara ie ni kaerimashita. Tối hôm qua tôi đi ăn với bạn. Xem phim. Xem phim. Rồi sau đó là tôi đó, về nhà. Tôi về nhà. Hôm qua nên là masta nhân dịp kino no ban này, thế. Được chưa? Nhung. Asta. お父さんは毎朝 新聞 を 読んで 日本語を ご飯を ご飯を食べて それから会社へ 行きます それから 会社へ 行きます だから 毎朝 なんて言うの?なんて言うの?なんて言うの? だから午後と夜 sáng nào cũng đọc sách ăn cơm sau đó rồi đi làm. Cái xe ikimasu là đi công ty thì là đi làm, được chưa? In the sky, ok? Hay. Tiếp theo. Ran-san, gogo nani o shimashita ka? Tomodachi to saka o shite. Đây là Lân, đấy chứ. Lan thì nó lại con gái. Lân. Tomodachi to saka o shite. Biru o nonde. Sore kara karaoke ni ikimashita. Nếu là con gái thì bá đạo quá nhỉ. Đi xem bóng đá rồi. Uống bia, rồi đi hát karaoke. Karaoke nhé. Ok chưa? Tiếp. Ototoi no ban. Gohan o tabete Shukudai o shite sore kara nemashita. Sore kara nemashita. Đúng không? Tối ngày hôm kia.
Ví dụ mình đang vấp phải một cái vụ án hình sự ở đây, cảnh sát hỏi đúng không? Tối kia mày làm gì? Tối kia em ăn cơm, sau đó thì em ngủ thôi. Thế nào? Hay. À, câu số 6 nào, Thúy nào? Konban Shichiji ni kanu kareshi ni atte guan o tabete eiga o mimasu. Eiga o mimasu. Tối nay lúc 7 giờ tôi gặp bạn trai ăn cơm rồi xem phim. Tối nay lúc 7 giờ tôi gặp bạn trai ăn cơm rồi đi xem phim đấy. Kiểu hẹn hò ấy nhỉ. Tiếp. Asta depato ni itte kaimono shite sore kara o cha o nomimasu. Ngày mai tôi sẽ đi đến depato, trung tâm mua sắm mua sắm rồi uống trà. Kaimono shite đúng không, mua sắm sau đó thì sẽ uống trà ở đó chẳng hạn, đúng không? Ok, trong từ vựng này có một từ đó là từ depato có depato không? Không có depato hả? Depato là khu trung tâm mua sắm nhé. Ok. Rồi city này, tham city chẳng hạn đấy. Ok. Depato. Ok, lấy tập một tí nào. Bây giờ mình sẽ hỏi từng người một xem sáng nay làm gì nhá. Thisa, kesa nani o shimashita ka? Kesa okite guhan o tabete gakko e ikimashita. Không có gì đặc biệt. Chan san. Kesa nani o shimashita ka? Kesa watashi wa okite asa guhan o tabete gakko e ikimashita. Sai san. Rồi, ăn mỗi chữ asa guhan guhan. Ăn cái gì cụ thể đặc biệt, ví dụ ăn bánh mì, pang wo tabete, ne. O cha wo nonde, ne. Sore kara mata nemasu. Sau đó thì anh ngủ. Đây, ăn. Nào, Nhung san. Kesa nani o shimashita ka? Kesa ai sawa o abite. Abite. Gohan o tabete. Sore kara Zumori ni ikimasu. Ikimashita. Được chưa? Hai, ok. Vậy là xong rồi nhá. Các bạn đứng sau kính cũng nhớ đặt trả lời câu hỏi của mình nhá. Kesa nani o shimashita ka? Được chưa nào? Hai, ok. Tôi chuyển sang phần tiếp theo nữa này. Nối giữa hai tính từ với nhau đúng không? Ok. Và bạn ngày xưa này. Oishii desu. Soshite yasui desu. Ngon và bổ. À, ngon và rẻ. Ok. Hay thì là oishi nhé. Việc cách chia của nó đây. Nếu mà là tính từ đấy y thì chúng ta sẽ bỏ y đi cộng với lại chữ t được chưa? Hay. Ví dụ nữa, oishi thế nào? Oishikute đúng không? Hiroi là rộng thì sẽ là hirokute. Hirokute được chưa? Hay tiếp theo tính từ đấy na thì cũng thế, chúng ta bỏ na đi. Ta cộng lại de. Đấy nhở? Shinsetsu de. Đúng không? Thầy Dũng này vừa thì thân thiện này, vừa đẹp trai đúng không? Thầy thân thiện và đẹp trai đúng không? Cái này dịch là và hay là vừa đều được nhá. Và hay là vừa, tùy vào cái hoàn cảnh thế chứ. Vừa thân thiện vừa đẹp trai đúng không? Tiếp theo, danh từ sẽ là đế. 18 tuổi. Tôi Dũng 18 tuổi đấy. Đang là sinh viên trường nào đấy. Đấy chưa? Hay, ok. Ví dụ này. Đấy này. Hay. Watashi no heya wa hirokute kirei desu. Hirokute. Thường người ta sẽ thêm một dấu phẩy đây nhỉ? Hey. Sau cái t này bạn. Được chưa? Vậy thì cái gì đây? Căn phòng của tôi thì rộng và đẹp. Căn phòng của tôi rộng và đẹp. Được chưa? Hey. Ngày xưa thế nào? Hiroi desu. Soshite kirei desu. Này các bạn, hirokute kirei desu. Được chưa? Hay. Linh san no uchi wa okikute atarashii desu. Nhà của Linh Sang thì vừa to vừa mới. Vừa to lại vừa mới đúng không? To lại vừa mới đúng không? Okikute atarashii desu ne. Ok. Tiếp. Kono tabemono wa dou desu ka? Oishikute yasui desu.
cái đồ ăn này, cái đồ ăn này thế nào, thế nào? Ờ, vừa ngon vừa rẻ. Ừ, vừa ngon lại vừa rẻ, được không? Ok chưa? Tiếp. Ờ, nam song wa donnaito desu ka? Genki de shinsetsu na hito desu. Ừ, genki de shinsetsu na hito desu. Nam là người như thế nào? Nam là người vừa khỏe vừa tốt bụng ạ. Tốt bụng mà. Đây vừa thân thiện. Kiểu genki de, tức là genki chẳng phải là khỏe, khỏe như khỏe mạnh nhá. Tôi có đen hồi. Kiểu đầy sức sống ấy, thấy chưa? Đúng không? Đầy sức sống thì chưa? Ok. Tiếp. Ờ, hoa sang wa Hatachi. Ừ, Hatachi. 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 Ở Hà Nội ạ, đô desu ka? Nigiyaka de bukka ga takai desu. Ừ, bukka ga takai desu. Hà Nội thế nào? À, vừa. Hà Nội vừa ồn mà náo nhiệt. Náo nhiệt. Náo nhiệt. Náo nhiệt và thanh cao. Không, bukka là vật giá. Vật giá. Vật giá cao. Cái câu này không chuẩn lắm đúng không? Bukka. Nigiyaka de. Nigiyaka là gì nhỉ? Náo nhiệt. Náo nhiệt. Ồn ào. Ồn ào náo nhiệt. Ừ. Nhiều thế người nào? Đi. Câu khác đi. Nigiyaka de. Vừa náo nhiệt và vừa thế này. Nhiều người, đông người. Hito ga oi được. Hito ga oi desu. Hito, hito ga oi. Ok. Hey. Hey. Ví dụ như câu bukka ga takai này nhỉ? Giá cả cao. Nhưng mà cái gì đó? Giá cả cao nhỉ? Takakute. Takakute. Ví dụ là bukka ga takakute. Rồi cái gì đó, cái gì đó nhỉ? Hey. Urusai nhỉ? Ông từ urusai này. Nếu mà người nào có nhận xét như thế này cũng được đúng không? Giá cả cực cao nhưng mà cô nào nhớ chưa? Cô nào lại urusai là khác nhớ chưa? Nigiyaka là náo nhiệt là khác. Urusai là ồn ào. Urusai là ồn ào. Urusai. 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 Ok. Ví dụ các bạn ồn mà urusai à? Urusai. Được chưa? Được chưa? Nghe tiếp. Hai. Cono pasukon wa okikute omoi desu. Cái máy tính này vừa tốt, cái to, vừa to, vừa to, vừa omoi. Omoi, có omoi từ omoi chưa? Không chưa? Nặng. Máy tính này vừa to vừa nặng. Vừa to vừa nặng. Bây giờ vừa to vừa nặng. Tiếp, Trang. Watashi no inaka wa shizuka de kirei desu. Ừ. Quê của tôi. Quê của tôi vừa yên tĩnh vừa đẹp ạ. Ừ, quê tôi vừa yên tĩnh vừa đẹp. Được chưa? Hai. Tiếp. Kanji wa dou desu ka? Okute muzukashii desu. Desu yo? Muzukashii desu yo? Chữ kanji thì thế nào? Vừa nhiều vừa khó. Vừa nhiều vừa khó. Vừa nhiều vừa khó. Đấy không? Hai. Hai. Kute 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 desu ne. Hai. Được chưa nào? Hai. Chúng ta chuyển sang này, phần số 3 này. PT kara kemasu này. Vừa nãy chúng ta liệt kê hành động đúng không? Ừ. Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt hai câu thôi. Ví dụ này, buổi sáng sau khi dậy thì em ăn sáng. Ừ. Sau khi đúng không? Sau khi. Okite kara. PT kara. Hai. Asa wa mo tabemasu. Được chưa? Hay là sau khi tắm xong thì em đi đi học. Sau wa o abite kara. Kakoe ikimasta. Được chưa? Được chưa? Hai. Hai, ví dụ này. Kesha gohan o tabete kara kakou ni ikimasta. Ừ, asa gohan o tabete kara kakou ni ikimasta. Sau khi ăn cơm, tôi ăn cơm xong rồi tôi đi học. Ừ, sau khi ăn cơm xong thì tôi đi học. Đúng không? Sau khi ăn cơm, sau khi, đúng không? Sau khi ăn cơm thì tôi đi học. Tiếp. Kino no oban. Tomodachi to sokuji shite kara eiga o mimashita. Tối hôm qua sau khi đi ăn với bạn thì chúng tôi đã đi xem phim. Ừ, đúng rồi, sau khi đi ăn với bạn đi xem phim, được chưa? Hay tiếp. Ashita shigoto ga owatte kara
ocha o nomimasu. Ocha o. Ngày mai xong đi xong việc thì uống trà. Tôi uống trà. Vậy có một lịch trình gì đấy đi uống trà với ai chẳng hạn đúng không? Rồi. Ok cả đấy nhé. Ví dụ là việc dùng sau thì đằng sau chúng ta sẽ đưa đặt những câu khác nhỉ. Asta shiwoto wa owatte kara issho ni gohan o tabemasen ka? Dù dê luôn đúng không? Mai sau công việc đúng không? Khi làm xong thì đi ăn nhé. Được chưa? Hai. Tiếp. レポートを書いてから私に送ってください。うん。うん。Viết là sau khi viết xong, sau khi viết bài báo cáo, tôi送って gửi. Tôi gửi. Đâu? Cái gửi báo cáo. Dịch là đây hãy sau khi viết xong báo cáo thì hãy gửi cho tôi. Ok. Dạ. Tiếp. Đại học o sotsugyo shite kara nani o shitai desu ka? Nihon no kaisa de hatarakitai desu. Hatarakitai desu. Là gì đây? Dịch đi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì bạn muốn làm gì? Tôi muốn làm cho công ty của Nhật. Đó. Hatarakimasu. Tôi muốn làm. Tôi muốn làm cho công ty của Nhật. Ở đấy thôi. Làm ở công ty của Nhật. Được chưa? Ok. Đây này. Nga-san. Iye ni kaette kara nani o shimashita ka? Sawa o abimashita. Đúng không? Hai. Iye ni kaette kara nani o shimashita ka? Sau khi về nhà thì làm gì? Tôi đi tắm đúng không? Tắm. Hai. Shigoto wa owatte kara? Shigoto wa owatte kara kaette mo ii desu ka? Cái bài 10 năm học rồi đúng không? Kaette mo ii desu ka? Đúng không? Đây. Sau khi kết thúc công việc thì tôi về có được không? Em về được không? Đúng không? Đây ii desu yo. Tiếp. Kusuri o nonde kara osake o nonde wa ikemasen. Nonde wa ikemasen. De wa ikemasen trong bài 14 năm học rồi đúng không? Không được đúng không? Cấm cái gì đó đúng không? Nonde wa ikemasen. Sau khi uống thuốc không được uống rượu. Đúng rồi, sau khi uống thuốc thì không được uống rượu. Được chưa? Đằng sau thì chúng ta có thể gì nhỉ? Dùng rất là nhiều mẫu câu mà chúng ta đã học đúng không? Thì có ikemasen với temo i desu này, đúng không? Về master này, được chưa nào? Masoka này, được chưa? Hai. Tiếp theo. Linh san wa mainichi okite kara jogging o shitemasu. Hàng ngày sau khi thức dậy thì Linh san đi chạy bộ. Đi chạy bộ đúng không? Đúng không? Chạy bộ. Ngày nào cũng thế đúng không? Đấy, mọi Linh sau khi thức dậy thì chạy bộ. Đây là jogging stay mà. Cái mai này là ngày nào cũng thế này. Nên là đằng sau là stay mà, tức là tự tạo cái thói quen này. Vẫn đang tiếp diễn gì đấy. Tiếp diễn thói quen là chạy bộ đấy, được chưa? Hay. Tiếp theo. Senshu no nichijoubi dai デパートで買い物をしてから彼氏と会いました。vào chủ nhật tuần trước thì ở chung sau khi đi mua dịch qua đoạn dịch sau khi chứ nhỉ? Sau khi đi mua sắm ở trung tâm thì tôi đi gặp bạn trai. Đúng rồi, ở trung tâm để thương mại đúng không? Thương mại. Nhật tuần trước. Sau khi đi mua sắm vào trung tâm thương mại thì tôi đã gặp bạn trai. Được chưa? Hãy xong rồi đây. Việc cái mẫu câu tính từ này ai đó chủ ngữ này, được chưa? Xong cái gì đó để diễn tả cái tính từ này. Ví dụ cụ thể biết này. Ví dụ Hương Sàng quá, Hương Sàng là một đúng không? Danh từ một. Và Kami là danh từ hai đấy. Diễn tả đấy. Ví dụ đây Hương Sàng quá, Kami ga nagai desu. Tức là gì nhỉ? Bạn Hương thì tóc dài. Hương tóc dài. Ví dụ bạn Thúy tóc ngắn chẳng hạn, thế nào? Thúy sao quá Kamiya Mizukai. Mizukai. Để diễn tả một cái gì đó rồi được chưa? Ví dụ Mihun sao quá Ashi ga ookii desu.
chung chân to đấy. Nhung sang wa ashi ga oki desu ga Thuy sang wa ashi ga chisai desu. Rồi Chang sang mo ashi ga oki desu. Chân chang to đúng không nào? Chọn chọn nhau xem chân to. Chân to. Thấy mình vui. Lớp học vui này. Được chưa? Hay tiếp này. Hà Nội wa tabemono wa oishikute yasui desu. Hà Nội thì đúng không? Hà Nội thì đúng không? Thì cái gì đó đúng không? Đồ ăn vừa ngon vừa rẻ ạ. Tức là cái tabemono này nó nằm trong Hà Nội này, được chưa? Đúng, cái kami này nó nằm trong Hương Sản này, được chưa nhỉ? Ok. Hà Nội bạn tabemono là oishikute yasui desu. Cái N2 này sẽ nằm trong N1, được chưa? Hay. Tiếp. Kobe wa kyu niu ga gyuniku. Gyuniku desu. Gyuniku. Kobe wa gyuniku ga jumei desu. Jumei desu. Jumei desu. Jumei desu. Jumei desu. Không sửa đi. Không sửa đi sau này vất đấy. Yumei desu. Hai người này nhớ chưa? Yumei desu. Được chưa? Các bạn sau kính nói từ này sai rất là nhiều. Ok. Yumei desu. Tiếp. Yuha sensei wa kao ga kawaii desu. Kawaii desu ne. Được chưa? Cô Yuha có khuôn mặt dễ thương nhỉ? Đúng không? Trang có cái mồm xinh nhỉ đúng không? Trang sáng quá. Kuchi ga kirei desu ne. Đúng không? Nhung sáng quá. Hana ga chisai desu ne. Được chưa? Thầy. Tiếp. Không ạ. Đôi chữ wa biru ga oishikute totemo yume desu. Đôi chữ là nước Đức. Đức ạ, Đức. Biru là bia. Đúng không? Ở Đức thì bia của nước ngon Đức. Và nổi tiếng. Được không? Hai, biru ga oishikute totemo yume desu. Được chưa nào? Hai. Tiếp. Hai. Số 5 này, đôi ạt tê này, phải làm thế nào? Ví dụ, như một món ăn rất là mới mẻ đây đúng không? Mình không biết phải ăn nào thì mình phải hỏi là これ どうやって食べますか? À là どうやって食べますか? どうやって食べますか? どうやって行きますか? どうやって行きますか? Đi thế nào bây giờ đúng không? Hay là một người bọn em đến đây どうやって来ましたか? Đúng không? Nghĩa là gì? Đến đây bằng cách nào đúng không? Ngày xưa chúng ta sao phải nani de đúng không? Nani de kimashitaka? Bây giờ chúng ta どうやって どうやって sử dụng nhiều hơn, được chưa? どうやって Tiếp. どうやって学校へ行きましたか?バスで行きました。バスで行きましたね。あの美術館に行きたいですか?どうやって行きますか?過去の近くの乗り場で30人に乗って銀行でおります美術館は銀行の左です。tôi muốn đến bảo tàng mỹ thuật. Cái bảo tàng mỹ thuật đúng không? Thì tôi làm thế nào để đi đến đấy? Làm thế nào để đi đến đấy đúng không? Đi thế nào bây giờ đúng không? Thì bây giờ Nhung chỉ được notte này, đế này. Đế này, nó phân chia ra nó nốt T này. Để chúng ta sẽ dịch cái này trước. Anh hãy in lên. Lên tầng 2. Xe buýt số 23. 32. À 32. À cái gì đây? Đế nào? Ở trạm dừng. Ở bến xe gần trường. Trạm dừng xe gần trường này. Sau đó thì xuống ở ngân hàng. Ngân hàng gì đó cũng có thể đấy. Đẹp đó nào xuống ngân hàng. Đó là bảo tàng mỹ thuật. Hay bảo tàng mỹ thuật. Bảo tàng mỹ thuật thì bên trái. Bên trái. Bên trái của bảo tàng của ngân hàng. Xuống ngân hàng nên là cái bảo tàng mỹ thuật ngay bên trái ngân hàng ấy. Đây. Được chưa? Chỗ này chúng ta có thể là orite được chưa? Đây, ngân hàng orite.
降りて美術館降りてくださいですね。降りてください。美術館は銀行の左です。じゃあ降りてくださいですね。ください。じゃあはい。はい。OK。あ、これどうさって食べますか？そのまま食べてもいいよ。Cái món này ăn cái này là cái này ăn nào solo mà cứ như thế ăn cứ như thế ăn không sao đâu ta biết thì một y để xíu y để xíu thì người nói y yếu tự nên mình thêm chữ để sự vào đây được nhiều bạn bè vậy ta biết thì một y yếu solo mà ta biết thì y yếu đấy chưa nhở đấy tiếp どうやってお金を出しますか？ここにカードを入れて赤いボタンを押してお金が出ますよ。うん。押してほら押してから。押してから。OK。じゃあ何来？なんてなので？で、ずっとやってる。だけどお金を出しますか？あいやい、ぼ。ぼて。て、て、わだい。で、sau khi anh ấn cái nút đỏ này thì tiền nó sẽ ra. Đó, sau khi anh ấn cái nút đỏ này thì tiền sẽ ra thôi. Được chưa? Hay. Hoặc là có một động từ khác cho từ rút tiền mà người Nhật sử dụng. Từ dashimas này cũng dùng nhưng mà nó ít hơn. Đó là oroshimas. Đâu vậy thì o kane o oroshimas ka? Oroshimas. Các nhớ nhá. Oroshimas, oroshimas ka. Đâu vậy thì o kane o oroshimas ka? Được chưa nào? Các bạn nào đang ở bên Nhật thì đem từ này ra sử dụng nhá. OK. あら、おろします、おろします、おろします、おろします、おろします、おろします。じゃあはいはい、では、このスープ、スープ、スープ、どうさって食べますか？砂糖を少し入れて入れてから食べます。うん、やじらかよ。Súp là cái súp, cái canh này, thấy chưa? Cái món canh này ăn thế nào vậy? Cái món này ăn thế nào vậy, đúng không? Cho một ít đường ăn lại cho một chút đường. Sau khi cho một ít đường vào rồi thì ăn, thấy chưa? Về thì cà ra nhé. Cứ nhìn thấy những cái mẫu này, thấy chưa? Thì cà ra này, xong rồi đế này ở đâu đó, cụm từ nó thế thôi, được chưa? Hai, sato sukoshi irete kara tabemasu, được chưa? Canh lại cho đường. Chắc là mì chính. Tiếp. Daigaku made dou yatte ikimasu ka? Koko kara jiuni basu ni notte daigaku mae de orimasu. Daigaku mae de orimasu. Orite kudasai được nhá. Orite kudasai. Thế nào? Đi kiểu gì bây giờ, đúng không? Hay. Anh đi lên xe buýt. Đi lên xe buýt số 12. Từ đây đúng không? Sau đó thì anh hãy xuống ở địa điểm trước cổng trường đại học á. Đó, đây cổng này này. OK. Thế này mình chỉ người nước ngoài đi lên bờ hồ này đúng không? Anh đi lên xe buýt. OK. Nhìn thấy bờ hồ này xuống. Đúng không? OK. Hay. Cuối cùng này, dono danh từ ですね. Danh từ ですね. Cái gì? Người thế nào đây? Là người như nào? Khi mà mình có một đống người đang ở đây là mình muốn như thế nào hỏi đó. Người nào đấy được chưa? Hay chắc là người nào đấy, à cô bé tóc dài mắt to thế kìa, được thế nào? OK. Hay ví dụ Hoa san wa dono hito desu ka, đúng không? Kami ga nagakute sei ga takai hito desu. Chị Hoa là người như thế nào đấy, đúng không? Chị ta là một người tóc dài và cao, đúng không? Hay OK. Hay là da trắng chân dài nữa nào. Da là gì? Da là gì? Hada. Hada. Hada ga. Trắng là gì? Hoài. Hoài cái gì? Hoài là gì? Siro. Siro là sirokute. Sirokute. Chân dài. Asiga. Đúng rồi. Asiga. 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 Nagai. Nagai. Asiga. Nagai desu. Nagai desu. Được chưa nào? Đấy. Đấy. Được chưa? Hãy nhung là người ấy da trắng nhưng mà chân ngắn. Chân ngắn. Asiga. Ngắn là gì?
短いです。いけんじゃん。OK じゃあ。はい。はい。で、はい、皆さんの車はどの車ですか？あの、小さくて白い車です。小さくて、うん、白い車です。なんで？Xe ô tô của Nga là cái xe nào? Là xe nào? Là cái ô tô nhỏ màu trắng. Là cái xe màu trắng nhỏ kia kìa. Đúng không? Được chưa? Hoặc là Đăng thì mình đi lấy xe cho người ta đúng không? Thế chiếc xe nào đây? Okay. Chiếc xe nhỏ đấy. Xe nhỏ đấy. Yeah. Ok. Sensei wa dono hito desu ka? Ano hada ga shirokute kamiga naga hito desu. Lại một dạng hada đây đúng không? Hada, da trắng. Ano này là kia nhớ chưa? Ano hito này nhớ chưa? Nó bị ghép bằng ano hito này. Được chưa? Hai. Hai. Sensei ka gì? Da trắng. Sensei là cái gì nào? Là người da trắng, tóc dài. Da trắng, tóc dài hình kia kìa. Được chưa? Hai. Ok chưa? Hai. Tiếp. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Có gì khó không? Không. Không. Quá đơn giản đúng không? Đôi là tê thì đơn giản rồi đúng không? Cái này đúng không? Diễn tả cái là hai này nằm trong là một đúng không? Hai. Hà Nội đúng không? Nani 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 ですね. Hai. Ok. Chan san wa kami ga nagai とかですね. Ok. Căn nhà rộng và đẹp sau khi làm gì đấy nhé. Nhớ sau khi này nhớ chưa? Khi mà dịch một câu thấy chữ VT cả là phải dịch nhá. Sau khi. Ok chưa nào? Hai. Hai, mọi người. 今日の授業はここで終わります。はい。はい、皆さん、今日ありがとうございました。先生、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。またねー。またねー。バイバイ。